và một chiếc đồng hồ với cái dạng oval với dây kim loại mà vàng. Thì đó là một chiếc đồng hồ thể hiện cái sự cá tính và đặc biệt của chủ nhân của chiếc đồng hồ. Đa số chúng ta thì đeo những cái chiếc đồng hồ có cái dạng tròn, tất nhiên thì để mà đeo một cái chiếc dạng oval thì nó là thể hiện một cái sự rất đặc biệt và nổi bật, tạo cái sự khác biệt đối với người khác. Và đây một chiếc đồng hồ với cái size tầm 40, với cái tay của anh là tay 16,5, thì chúng ta thấy là đeo cơ bản là ổn. Và những bạn có cái tay từ 16,5 cho đến tầm cỡ 18, 18,5 thì đeo chiếc đồng hồ này rất là đẹp mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái mặt đeo của chiếc đồng hồ này, cực kỳ là đẹp luôn. Đây là một chiếc đồng hồ với chữ ký của Tổng thống Vladimir Putin và dòng chữ Prezhensky, chữ tiếng Nga mọi người nhé. Đây là cái dòng đồng hồ nội địa với cọc số vạch nổi cực kỳ là độc đáo mà vàng. Và ở vị trí 12 giờ nổi bật đó là cái quốc huy của Nga hiện đại bằng hai đầu được gắn đá màu đỏ. Ở vị trí 6 giờ đó là một cái ô lịch rất là tiện lợi, chúng ta có thể thấy được đó, ô lịch này là ô lịch lọc mang đến tài lộc cho người sử dụng. Và mặt sau của chiếc đồng hồ này thì đây đang còn dán ni lông mọi người nhé, đó là quốc huy của Nga dập nổi với dòng chữ là Aprizentasi với cái ô, với cái số là sản xuất limited. Đây. Một chiếc đồng hồ cực kỳ là đẹp và giá trị cực kỳ hiếm mọi người nhé. Đây. Và chúng ta thấy được là chiếc đồng hồ này với cái bản sản xuất nội địa và rất là ít ở trên thị trường. Và đặc biệt thì hiện tại cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm hàng fake, hàng giả, thì Vũ Anh luôn cam kết 100% là tất cả những cái sản phẩm đều được Vũ Anh chuyển trực tiếp từ nước Nga về tận tay của mọi người và cực kỳ đảm bảo mọi người nhé. Hàng là chính hãng 100% và được bảo hành 1 năm chính hãng. Những hình ảnh chi tiết Vũ Anh đã để ở ngay bên dưới clip này, cũng như là giá sale, giá khuyến mại tại thời điểm hiện tại. Mọi người có thể xem hoặc là ở xem ở website vuanhwatt.com. Xin cảm ơn toàn thể mọi người.